Pì nòng sương điếp, Pì nòng đang lý ngòi chương trình tiếng tài nùng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Pì nòng sương điếp, tứ lai pì nảy trang tỉnh Cao Bằng, Pì nòng cần dân đà chay và khai quảng tôm chay co mắc thanh long, xe lai khẩn thu nhập. Con tỷ xèo mòn nằm của lai cần, thình co chay nảy tan hạp sáu chết hí số bạc nam. Tò xì đầy ao mà chay số bốn tôm pha, co mắc thanh long đà hạp sáu chết hí và tôm tỷ số tỷ vuông. Cài khẩn đây, ao mà đầy thu nhập on tỉnh hở Pì nọng cần dân, nhất là co mắc thanh long trang đen, lè thình co chay đầy Pì nọng cần dân số xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, chay lai. Mòn này đà cà khẩn, thình co chay này hạp sáu tôm tỷ chết hí số bốn điên này. Này là phần mác thanh long trang đen của sườn ông Đinh Văn Phụng, bản Đồng Tâm, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình. Hàng bác hàng xiên cốc mác thanh long trang đen đang lý óc béo chắp mác rào tàu đú. Pem chay và chăm trướng chúng kỹ thuật vì bần co mác thanh long mì mác ăn cái lần phan. Thanh long Nguyên Bình tứ bừa bày, đà mì hen tiếng, mì mùi hom phan hơn thanh long chay số 7 tỷ vuông đai. Vì co chay đầy chay và bòn bằng khuấn làng cọc, mắc thanh long bao xình sơ đây. Vì bệnh lì khai óc nọc đầy trá, lai hơn thanh long sủ 7 tỷ vuông đai. Trá khai hua màu xuống phiên tứ nhỉ líp thân lý líp xiên mân mọi cân, tùy luộc mắc ăn sấy sủ ăn cái. Thực hiện cái dự án này thì liên kết thì được hội nông dân tỉnh quan tâm đến để dành cho cái hết lèo dự án là đại hội nông dân tỉnh ít liêm thân sẽ hợp tác xã hết lèo pi này là pi tài xong hết mì bài cốc đà bền mát xì tốc đú máu hụt bền công xèo chương trình của hội đà tật óc này hợp tác xã rau hí quảng pi nâng thêm tối nà mát xè lai cần cùng rau hí là tỉ khai óc sẵn ổn tỉnh tài xong là lăng xì mì mát là việc khai óc lập lai khó khăn. Này này khói cùng đăng xí xảy bày xạ viên nằm và thắp tàng bay tiếp theo. Thì cũng đang lo là cái thứ nhất về thị trường tiêu thụ là hiện nay chưa ổn định. Xì hội nông dân triển khai mô hình băng hưa hết kinh và thắp tỉ khai óc ổn tỉnh hờ co mát này. Ông Phụng và cầu mùng lườn trang hợp tác xã An Phú, xã Vũ Minh, đà đầy hết lèo. Bày xuân chay co mắc này chay tứ bên nhì pi long xin nhì xếp đầy băng hưa xiên nâng hà bác cốc mắc thanh long. Tình lý xiên cốc mắc thanh long trang đen. Tình nhì xếp nhì xiên cân khốn bòn. Mô hình đầy hết lèo sáu tổng sổ chèn lè bét bác triệu mân. Tàu đú lè bày mùng xuân chay tứ kỳ bác cốc mà lăng pì nọc cần dân lai khẩn. Chay thêm thân này thuần thầy sổ cốc mắc thanh long mà hợp tác xã An Phú đã chay là lý xiên hà bác cốc mắc sáu sổ tông quảng hà ha dự kiến trang pi này sẽ lai cần sổ tông chay thêm hà ha thêm thì, thực hiện phong trào công tác hội nông dân. Hết lèo phong trào công tác hội nông dân, ban thường vụ, hết lèo nghị quyết nhất là tham mưu trực tiếp, xe khai quảng óc mô hình hết kinh. Trang pi sau xe nhỉ xếp đầy ít liêm trào quê ngài của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bày ban ngành, bang hưa hờ Pì nọng cần dân khai quảng mô hình này, là hội nông dân đà lược chay co mắc thanh long trang đen, lăng lì nghiên cứu, sa thắp, xe chắc mưa bày thình co chay hạp 6 tông tỷ của tỷ phung Cao Bằng, quá pi nâng hết lèo đà mì đầy bẹ mòn bền công. 6. Hết lèo mô hình liên kết và tỉ khai óc của co chay, hội nông dân đà lược hợp tác xã An Phú xe hết lèo mô hình này. Thân này quá hết lèo bày mòn đạt đầy cùng đạt đầy bao xình và khai óc đầy trá, quảng tình sam liếp xiên mươn mọi cân. Pì 6 bày tỉ phương đai lè sản phẩm này cùng mì trá khai lung. Sản phẩm cũng cho chất lượng đảm bảo.
có mác thanh long trang đen lẻ co chay, tay đầy phạ lệnh và cài khẩn số bảy búng tông khớ. Hạp sáu tỷ, mì đét thân lai, trăm trướng cùng máu hủ quay ngài, xe chảo quay ngài, hừ xì, óc béo và chắp mác lè cần lèo tới nằm đây đo hừ co này. Bê nhà sơ, sú, bày sở sàng cốc mác, mỏi pi, bòn khốn, sam bày. Trang xì có mác thanh long sằng óc cáng, lè chẳng dùng đẩy sổ tông này chay thêm bày thình co va miều đai. Tứ xì mì béo và chắp ăn, thân xì thu hoạch quảng nhì xếp thân nhì xếp hà vằn. Có mác thanh long, bền mác, lai bày trang pi. Thì cần dân theo dõi con nể hạp sáu tông tỷ. Lẹ tài văn tài đầy lai cần chắc thân và đánh giá đây. Vì này mì sổ tông chay có mác thanh long trang đen tài văn tài đầy khai quảng. Nhất lẹ bị nòng cần dân đã chuyển tối. Sổ tông số bài tình khâu quá chay có mác thanh long trang đen. Việc ao có mác thanh long trang đen khảo chay tập trung khéo hướng hàng hóa. Và chất lượng sản phẩm đà và đăng lý đầy lai cần sùng chắc và có phấn bang hờ xạ Vũ Minh chuyển dịch cơ cấu co chay cách nâng đây nhất dực đầy bài mòn lấn liêm khai quảng thị trường hờ co mác này bang hờ bì nọng cần dân ổn liêm hết kinh. Quá đánh giá của lãnh đạo hội nông dân hờ chắc này lại co mác thanh long trang đen hạp sáu chiết hí tông tỷ của tỷ phương. Việc hết lèo dự án dám đủ đã ông mà đầy lai mòn đây, chào đầy việc hết thu nhập ổn tình hừ hội viên cần hết lời nà. Tứ tỷ, lè hết tỷ khai quảng mô hình, óc sổ tông quảng số trang tỷ phông mì tiềm năng thế rèn, lai khai quảng mô hình. Mòn này, lè sản xuất liên kết lèo chuỗi giá trị mì quy mô quảng cải, cần mì mòn tăng hưa của bệnh ngành chức năng. Khuyến khích doanh nghiệp hợp tác xã mì tiềm lực đầu tư phát triển theo hướng chuyên canh sản xuất búng tập trung tỷ khai ốc ổn tình hử co mác thanh long này. Co mác thanh long của hợp tác xã An Phú đầy tổng túi, nem bày tem cốc co rõ ràng, này là thế rèn, xe ao bày co sản phẩm, mác thanh long trang đen, xe bay quê hơn. Thì để mong muốn được tới này rằng hóa thì cũng là một chăn trở. Tối nà lè bên hàng hóa cùng lè mòn chăn rau hí bấu tan bì nọc cần sân rút này mà tì khai óc bày co chay này cùng đăng lý cần nghiên cứu. Khai nghiên cứu nội dung này là hội nông dân pang hưa sản xuất và liên kết tỉ khai óc này này hoạt động tàu đủ lè pang hưa sản xuất bì nọc cần sân đà ao khảo sủng và xèo nền nếp mì đầy bẻ mòn nằm. Mì khâu liên kết là cùng ngờ xưởng hội nông dân tối nà sẽ tham mưu các sáu bảy ban ngành, nhất là sở nông nghiệp và bảy cơ quan chuyên môn sẽ tháp óc tỉ khai óc ổn tỉnh. Tài ếch là mưa, tiêu chuẩn, tài song là chất lượng sản phẩm xe ao óc nọc bay khai, ao bày sản phẩm này bay quay hơn thêm. Khó khăn tối nà là bên này. Tài song là gì đà khai quảng là liên quan thân việc, trình biến, ngòi quản, lăng lì thu hoạch, cùng chân lai mòn, đảng khảo thêm. Cùng ngờ lượng bày cấp ủy đảng hết lèo chương trình tăng có khai bản mới, mọi xã sản phẩm nâng, cùng ngờ lượng sản phẩm đầy bay quay hơn bấu tan số trang tỉnh Cao Bằng mà số trang nước. Có mác thanh long này gì già đầy bày búng tông khứ số bài tỉnh bò khâu. Có mác này đang lý đạch khai quảng, ăn mác hom van số bày phường tỉnh khâu của xã Vũ Minh này này bày cấp ủy chính quyền xã Vũ Minh tiếp tục tuyên truyền vận động chào quay ngài nhất le pì nọng cần dân chắc mưa bày nguồn pòn sim đầy hướng dẫn khoa học kỹ thuật chăm chướng co mác thanh long bao sình bày ăn mác thu hoạch đầy đây cùng lù cả việc quảng bá mòn này sẽ tiếp tục khai quảng quy mô sổ tôm và bền co chay chính bang hử pì nọng cần dân số xã Vũ Minh huyện Nguyên Bình hết chào số búng tôm tỷ phương.
Pì nòng Sương Điếp, Cao Bằng lại búng tâm phên sậu của Tổ quốc, tỷ thư lai mòn đây mở văn hóa, lịch sử. Và bối thân Cao Bằng bong hay, nhằng chắc thân, này lại búng tâm mì lai dân tộc xài sinh lồng. Mọi dân tộc mì lai bòn lắc văn hóa, tỏ đài cáp lặt và căn, thuần thầy lù bền biến tranh lai sắc màu. Trang biến tranh tỷ, dân tộc Tày mì phấn lai bài tàng văn hóa, lễ hội, sửa khóa, hạt then, tàn tính và tàng bài an lườn tràn, tời cáo, số xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình. Bài lườn tràn tời ké, xây sáu bài mòn tắp tời chăn đây, bài nghề bửa bày đầy bao rực, bền cà mòn bèn quỷ của bì nọng cần Tày số xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình. Tứ lai tời này cần tay số này đà tàng có trăm chướng bền bài thình mưa văn hóa táp tời. Trang tỷ lào lần thân lần chạn. Này bấu tan lè lần xe rũ mà nhàng thư bài bòn lắc táp tời của dân tộc. Lè mòn bì nọng xương khi điếp và rực le. Lòng chừa búng, phe lung. Tứ bừa bay cần tay đà nằm óc hết lần chạn. Dì mạt, dì tay đầy bay chết hí của bân đinh. Bày lườn tràn ốc tời cáp lặt và tời lòng pì nọng cần dân hàng bác bi, bang hừ bầu, lòng và hét kinh bay khẩn. Quê chữa trang thành phố Cao Bằng quàng lam khiếp cái thinh, xã Minh Tâm thuộc huyện Nguyên Bình, lè xã nâng trang bại xã, mì lai bàn còn, vần sực đầy lườn tràn bừa bày. Mòn đàng chữ tàu đủ lì tật kha thân này, tì lè phương ọn. Bài sơn chặn mắn táng, mài cả đà cáng quá hàng bác bi, tò vần nhằng đây đứa thư bòn lắc của cần tài nùng. Và cuối thân sơn chặn, mòn chăn khảo tha, lè tháng đây khẩn lồng của sơn chặn cùng đà đầy ao khảo trang thơ ca quá bại bài tạt cầm. Mòn khảo tha tốc đú lè tháng đây đài tạt rú khô sơn bạc lại, đầy hết bạc mày. Quảng tình chết liếp xón, xì tình song mét. Tháng đây khẩn lồng, xì từ cùng mì, sổ lé, hà xù chết tháng đây. Vì xeo cằm của cần tày, hay cả hết tháng đây sổ lé, lè trang lườn xẻ, sập bại mòn đây, hết kinh khuây ngải. Lườn tràn cáu mì sở bác bi này, đà cáng quá lam tời của lườn ông nông thanh hữu số Bắc Sơn, vần rực đầy bài thình đây tời cáu, mì nà thản chừa tròi, bình phầy, khiêu lườn, xiên lườn, và bài ngoạ đà tính tàu cây, xèo pi bươn. Cái ngôi nhà sàn này đã dựng được... Ăn lườn tràn này đầy tăng có tứ tời ké chừa. Bày mày này ké táng xíu táng bàng thào thuấn mày diễn khứ sườn khoang sườn hết hà vàng sườn đầy hết tứ bừa bày ké hết tứ xì đầy nhì xíp kỳ pi táng xíu táng bàng số tình pia và bàn pì nọc san xích xài bét tham mà lang tì trắng đo hết ăn sườn chặn ké chữa táng xíu táng phào táng pàng khói là lục lan ăn sườn đã đầy sam tời ra lơ to xăng chướng tối mòn tờ chảy vần nhăng bên cáu nhằng tói và ké nông văn trưng pi này bét liếp nhì pi phần sườn xì chữ mưa bừa bày xì tói báo lao lang bài xì giờ hết công khỏi nhọc cầm mà hai khẩn lè tèo lập căn số lườn tràn và thư bài tàn tính bay xèo xe xài căn tàn hạt lượn xay phối bài cam tuyển mưa tời lồng nhất lè bài bàn cần tày on tình số tử cốc pia xay sáu bài hen khua khi tha văn khẩn tèo xám khẩu văn mớ cáp sặt bang hưa căn tằng khẩn bài ăn lườn tràn bày mòn tì sang tan ké nông văn chưng mà bài cần lòng xài sám pi ké cùng bấu lùm đầy. Đi lấy gỗ ở trong núi đá. Bày áo heo thường rú trang pha mà, thuần thấy lê mẹ diễn, bàng bèo lè nhọc lắm, khi tì sang mi ta cái bên này nấy, bừa bày lè mèn sơ căn ham mà, rào pi nòng trang lườn tăng hưa căn, số xả xài căn ham mà, nhọc lắm. Giá trắng xào thợ mà xíu, bàng.
giá trắng ngồi vằn đây xe tăng khẩn, sáu thôn bán nọc, xây căn pang hết, hết hơn lắm, kỳ bươn, trái mày, xa khiêu là kỳ pi trắng hết đài sườn, tỷ phong lầu, sườn tờ cùng mì sườn mày trắng sực xe, bấu, lệt bay, hay cả vải lè trướng khẩu. Lâu lắm rồi, khoảng mấy năm mới làm được cái nhà. Sáu tin mừ của bài Cần Thở, ăn sườn chạn tời ké của Cần Tày, tan dùng ten bạc mày xe tỏng. Chào đầy mòn cáp sạch, chừa cái kéo và xeo sườn mắn táng. Xì mì sam xếp hốc xeo trang tỷ. Nhì xếp bét xeo chính và bét xeo số bảng sáng. Này lè bài cái xeo cả khẩn mòn mắn táng của ăn sườn. Xeo mì sáng, số tình nà tông, xe hết tỷ bằng hờ ăn sườn. Kéo và xiên sườn đầy xó khẩu bài xù xeo. Kéo chào bình, phấn trón bài sườn. Và phấn sáng của sườn, xiên lẻ cáp, bày liêu và căn, chào bình ăn sườn. Mọi ăn sườn chạn của Cần Tày, mì tu ná và tu lăng, tu ná đầy tạt số vàng trang của sườn, tu lăng lẻ tu bằng lăng sườn. Bằng ná lù lăng sườn mì tràn, đầy hết bằng mày dưới lụ mại mười, mại họp, xe thác khẩu thác bắp. Bằng trang sườn của Cần Tày đầy hết chăn sạch lọ, đầy băn bền sam vàng, trang tỷ vàng trang. Lè vàng cần xíu nhất, xe tặt bát hương sớ chữa tròi và tón bài cần khẩn sườn mà hình liều. Song bảng lè tỷ non của bài cần trang sườn. Bình phây đầy tặt số phấn hang vàng trang của sườn, này lè tỷ, trừ kinh và mỏi cần nặng pinh phây. Tời này, xây 6 món bacon của tời lòng càn này, nếp lòng của Cần Tày số lai tỷ cùng đăng lý mì lai mòn tối biến. Tò tói và xạ minh tâm, Cần Tày số này sơn ly han quỷ và sực bài mòn táp tời của dân tộc. Nhà tôi thì... Sơn khói, han bầu hết sơn mỡ bằng kích, tò khói lên mắt rực xe bọn sắc văn hóa của Cao Bằng Lầu, khói quyết lim hết sơn chạn, sơn khói sống trang sơn chạn, sơn khói là sam tời sống và căn uốn lim. Sơn chạn, mì tỷ cần xíu trang tời sống của Cần Tày, tứ tời này quá tời đai. Sườn cáp lạt sáu lai tời, tứ lì đại sinh óc cài khẩn thân lì mười trợ tròi. Vì bệnh, mai cả tời lòng này đà trào mì hơn, bì nọng mì chèn tăng có sườn mỡ, tò lai sườn vận rực xe sườn chạn, bên cả rực xe mòn đây táp tời hở bài tời lăng. Này tăng xạ mi tâm, mì tình chết liếp vấn bác sườn chạn tời cáu, số bằng bàn pha hướng óc tổng nà. Lăng ai khảo pha? Tài cả khẩn đầy mòn đây của bốn phương này. Tôi thấy thế này, tức là cái khác biệt. Khói han mòn táng số minh tâm là nhàng rực xe đầy lai sườn chạn lý bài, sườn cáu tời ké. Này cùng lè bòn sắc, đây đầy tạt xe. Minh tâm mì thở bay tặng bài sườn chạn đây, đầy lai tỷ phương đai sủng thân. Xe rực đầy bày bài sườn số trang bản bình này lè lèo sập lai khó khăn, bày sườn biếc óc hết kinh, sườn hết sườn mỡ, khó nhất lè tắp mày, này đông mày cùng bố nhàng lai, giá tèo bố đầy trái mày, lè cần dân số này hay cả sườn táng, hết sườn tràn lèo sự mày tứ bài tỷ phương đai, cùng mì bài sườn hết bên này, mì sườn tèo sự sườn cáu của bầu. Tói và bì nọng số này lè chăn hạp sáu kha bản vì sườn chạn quảng và trượng trào cùng khuây. Vì bình cùng ngờ sườn bì nọng bong hay sực đầy sườn chạn của lầu. Tói và đảng ủy chính quyền lè chăn hăn mòn này đây. Vì bình cùng khuyến khích bì nọng tăng sườn chạn xe quảng xoáng hạp sáu bì nọng cần hết lấy nà số kha bản. Còn một số hộ thì cũng mua nhà cũ. Hay cả cần tờ mì dịp tân dương bài bản của Cần Tày số minh tâm, xe han đầy, bài mòn đầy đứa, vì mòn đầy sướng số này. Bàng sáng bài tổng nà, kheo lướp, lè bài sườn chặn,
Thân này mọi cần xe han đầy biến tranh mưa tẩy lỏng văn hóa của cần tày, quá bay bài lươn chạn và văn phầy bài đâm. Bằng sàng bình phầy lươn chạn, cần ké tẩy xe hư lãm bi ón mưa mòn đây trang tẩy lỏng của dân tộc lầu, mưa tập quán, mòn nằm, lù bay tín ngưỡng tôn giáo của cần tày, bay mòn đây nhất của cần tày đầy linh óc, trượng xe và bồi bù khẩu xe trao truyền. Từ bài lươn chạn, giá le chính bài bài lươn này tèo bên bài thỉnh văn hóa, lè tì sực phầy bòn lắc văn hóa táp tời dân tộc chữa búng miền, non nước. Bị nồng lương điếp, tói sáu việc hết bực của cần tày cần nùng, lăng bừa đại kiếp bực, lè lăng sam pi lụ hà pi, bầu tèo hết lầu bực, bày nâng. Bữa từ khuẩn đài thân thắn tài lam, sòng lè khuẩn tỉnh, lè thắn sông nhất trang hết bật. Lè khuẩn tỉnh, đầy hết cài và hết trang kỳ văn. Trang văn hết lầu bật, mì bài cần xài hết bật và bị nọng sở quay xài mà thân. Cần lè thư khẩu lẩu, bết cái, cần lè thư khân, lửa, phải, hái, phạt, ao hử cần, chầu lườn hết lầu bật. Bày của cái bị nọng ao hử đầy tiếu khẩn sam cái xào, sẵn bày cái xào tiếu của cái xe hết lệ. Trang lễ khẩn tình của lấy lương thị mặn sủ huyện Quảng Hòa, mi lấy tàu và lấy bực hết gốc. Bày lấy đầy xình mà thân hết lệ. Lèo lè lấy hết cái số trang huyện, trang xã và đà đầy nhìn hết bỏ lay, mẻ lay, tằm cón. Lấy tàu cần nùng sòng lè bỏ lay, nọc mà nhằng mì xam lấy then bực lè cần mẻ nhìn, đầy sòng lè mẻ lay, xài căn hết lệ. Thường thường là có mì xí lão say, trang mỉn mì lão say, nừng dạo là bỏ say. Mà bường bực cũng mì xa mẹ, trong mỉn mì mẹ nừng là hết chinh, dạo là mẹ say. Nhằng xong cần mỉn là cần phụ là cần nứng mà tái ló. Rồi cần nứng lại mà dạo là sắp thái đưa. Là cần là phải ấy là phải tải rong là sắp trái đưa là pì nọng say thường là bột giang thì mỗi pì xong pì hết bày tỏ bột lòi pì nơi này là hết ram bày cần lại hết xong bày pì nơi này ấy là mẹ a này ấy là chỉ hết xong bày là khẩn muột tính là thình tua là âu nghe hua mà thình hua là mì tua nọc rơn là mì ram khắc gọi là xong à lé lẹo à mua tỉnh à phần tàu đú bài lấy xe thân tắm bâm lệ mì bâm nâng xe tạt chữa tròi và hà bâm en số tử lê này đầy sòn cả tặng giòn lè hết bông sớ bông sớ chữa tròi nọc bài của cái hết lệ lè bấu liều đầy bát lầu văn bày bông bằng tử lè mọi bát hương mì ăn khấy và ăn kiếng nâng và bắt bài cáng chìa đầy cắt bình bày tua cần khuý mạ bày của cái hết lệ này xây phối mưa tẩy cần tử bừa ngắm linh óc cái khấn thân bừa bình lấy then lấy bực bừa hết đòn bày lè cái cấu lập tướng lè thân vằn tài sam lè khẩn tình ái đầy hết đòn lè bừa sấy tàu âu bài của cái khân sửa và binh mạ hờ cần đầy khiếp bực tàu đú lè âu sửa lại cái sảng đang âu ăn ấn chúng nhạc chuông hái phạt và ép lè thống ăn tù mì tuôn nộc số nạp hát hờ lục say cần tay cần nồng lâu sòn nầy lè nộc khẩn tình hừ han cần này đà bên quan đà bên sấy hết cải theo cần ké lần cả tôn nộc này lè nộc én bay phát cầm báo của mẹ say bỏ bực thân bân phả
thuần thảy bày cúa cái, xài đầy bày bò lay, mẻ lay, ao hừ lục lay và bày lấy, xè nồng hừ lục lay cúa lầu. Đấy, ăn in lắm. Bà ăn in như thế bây giờ, phải tốt hơn lục lay là thế bây giờ. Cả tay châu phí châu nọng à. Bên như thế con là, thế nó là mì trước mì bằng à. Mì mình cái bên nó, tốt hơn, tốt sắc và tốt quan bên nha. Ừ. In này, nhà đây, mấy này, lạc mạ này, đúng đấy. Tập hết thứ cái này phải vận phi nòng má này phải lăng bừa hết chồng bay lề mề lấy tàu và lấy bực lè tái lục lai lồng tổng bay chèn bay bò sấn bay thổ công và thân tèm hương xứ ăn bó thu bàn này lề bàn lề leo hết xe báo hờ bay bò sấn chắc và người hờ cần đại khiết bực xe đại bạch bò sấn cùng cửa hờ xe kha tàng hết then hết bật đầy đầy nhạc. Là ăn việc lẩu bật này ấy, tê mì ý nghĩa là mẹ bật là tê đầy hết phải cốc ép lề tê rào là phát phả bày này hết lề tê rào là lẩu cải lề pin pin bãi lan pin đâu mì bằng cấp ấy thì là cấp xã này cấp huyện thôi bây hết pin này là sầu mì bằng cấp pin trung ương này pin này việc áo xăng mở trang đời sống của rầu là ví dụ là bà phượt hết cấp sắc đẩy ra là sang cấp sang hết lầu cải hữu đấy là tê ví dụ là bay cùng một quan tài tê bố đẩy bay đấy và lục em mất mát là bay là rung dọc héo bú bó đẩy bay thì này là phải hết đô là từ mì vần này là đô bằng cấp đấy không bao phải trương à đấy lão sập lão bỏ say cấp hứ na ao cả cái tẩy này bay na lại không bao mi là không bao bằng Tứ bày phấn lề khò, xài đầy hết số trang pan lầu bực, hờ hăn, đầy cần son hết bực, trừ chăn khò tò cùng chăn xiên liền. Xe ao đầy bằng sông nhất, cần son lèo khảm quá bỏng tàng chăn lì, khảm quá lai sườn khò. Quá pan lầu bực ta có phấn chướng trực bòn lắc mì tầm hơn tờ của dân tộc. Bài bồn lắc này lè cầm xuống, lè bài tàng hết lệ của bài lấy tảo, lấy bực. Tàng sáng bài tàng sửa và mùa mềm nhạc, lè hờ khăn rõ nhất. Từng bồn lắc xài mì bài tình nhạc tán căn. Trang ban hết lầu bực ăn bài bài cầm tuyển số trang bài tàng xuống. Bài cầm tuyển này mì trang tài lòng của tô cần. Bằng sáng tỷ, việc cắt bền bày tuân nọc én, tu cần quý mạ và lai tình béo đai cùng đầy bì nọng hết chăn đây hờ hăn, sò bồn sắc đây bòi của bì nọng cần nùng số này. Này lại bài bồn sắc chăn đây bòi, mài cà khảm quá kỳ lai tời, kỳ lai bi bươn phần chứng trực đầy mại mại, tứ tời này thân tời lăng.
Tỷ nòng lương điếp, chương trình tiếng tài nùng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng thân này lè lẹo, so bẹc tỷ nòng và chập tèo khảo bảy bài lăng.